Thưa ông Trần Văn Kiệm, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam. Ông có thể cho biết đến thời điểm bây giờ thì tỉnh Quảng Nam đã thực hiện mấy đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thưa ông? Đến nay thì tỉnh ta đã tiêm được 3 đợt. Đợt thứ nhất là vào tháng 4 năm 2021, đợt thứ hai là tháng 6 năm 2021 và đợt thứ ba là vừa rồi là tháng 7 năm 2021. Và đến nay thì chúng ta cũng đã tiêm kết thúc cho 3 cái đợt này rồi. Vậy thì đến thời điểm bây giờ tỉnh Quảng Nam đã tiêm được bao nhiêu liều vaccine phòng COVID-19 và các đối tượng nào thì tiếp cận được cái nguồn vaccine này thưa ông? Thì tỉnh ta đến nay là đã nhận được 51.600 liều vaccine về phòng COVID-19, trong đó là AstraZeneca là 33.630 liều, Pfizer là 1.170 liều và Moderna là 16.800 liều. Thì với cái số vaccine này thì chúng tôi đã tiêm được cho gần 56.000 mũi tiêm. Thì trong đó là có hơn 10.000 người là đã tiêm đủ 2 mũi và 35.000 người là đã tiêm mũi 1. Về đối tượng tiêm thì cũng dựa theo cái nghị quyết 21 của chính phủ và cái quyết định 3355 của Bộ Y tế thì chúng tôi tập trung tiêm chủ yếu là ở cái nhóm 1 là cái nhóm tuyến đầu chống dịch, thì gồm có những cái cán bộ y tế, rồi công an, quân đội, những người mà tham gia trong các khu cách ly vân vân. Rồi về cái nhóm hàng hải thiết yếu như là điện, nước, rồi hàng không, hàng hải. Và để thực hiện cái mục tiêu kép thì trong cái đợt 3 chúng tôi có triển khai tiêm cho các cái khu công nghiệp. Theo thông tin từ Bộ Y tế thì số lượng vaccine sẽ về nhiều trong thời gian đấy. Thì vậy thì tỉnh Quảng Nam chúng ta có kế hoạch lưu trữ cũng như tiêm vaccine như thế nào trong thời gian đấy thưa ông? Chúng tôi cũng xác định rằng trong cái thời gian tới đây là cái nhiệm vụ quan trọng là cần phải tập trung cho cái việc mà tiêm vaccine. Về cái mặt lưu trữ thì chúng tôi đã tiến hành rà soát cái dây chuyền bảo quản lạnh cũng như là các cái kho của các cái tuyến tỉnh, huyện, xã để làm sao đó mà đáp ứng với cái điều kiện tốt nhất cho cái việc mà lưu trữ vaccine trong cái thời gian tới. Còn về cái tổ chức tiêm chủng thì chúng tôi đã ban hành cái kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ nay cho đến tháng 4 năm 2022 với cái mục tiêu là sẽ đạt cái mức là 92% dân số trong độ tuổi tiêm chủng là tiêm được và đủ 2 mũi vaccine. Thì với cái mục tiêu đó cho nên là đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và chúng tôi sẽ triển khai liên tục trong thời gian tới đây. Các cái đối tượng tiêm thì chúng tôi cũng xác định là theo các hướng dẫn của Trung ương là cùng với cái mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thì chúng tôi sẽ tập trung tiêm cho những cái đối tượng ưu tiên của cái nghị quyết 21 của chính phủ, rồi các cái khu cụm công nghiệp, rồi những cái người có cái bệnh lý nền, những người cao tuổi, rồi những người mà có nguy cơ dễ lây nhiễm như là các cái tài xế, rồi bảo vệ của các cái công ty, doanh nghiệp, rồi thu kho, những người đi giao hàng như là tức là các cái shipper, rồi những người mà bán vé số vân vân, những người mà có di chuyển nhiều và có nguy cơ dễ mắc COVID, thì chúng tôi sẽ tìm lần lượt theo cái nguồn vaccine mà được cấp về. Và chúng tôi cũng khuyến cáo rằng để phòng chống COVID một cách hữu hiệu, bền vững thì chúng ta phải thực hiện nghiêm cái 5K cộng với vaccine. Vâng, cảm ơn ông Trần Văn Kiệm, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi.